Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Cần có thu nhập 349.200 Mỹ Kim để mua một ngôi nhà ở quận Cam, gấp 3,5 lần mức lương ở Mỹ. Tình trạng về khả năng mua nhà ở quận Cam đang ngày càng trở nên khó khăn khi mức giá nhà tăng mạnh. Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản California, để mua một căn nhà trung bình ở đây, người mua cần có thu nhập hàng năm ít nhất là 349.200 Mỹ Kim. Điều này tương đương với 3,5 lần thu nhập trung bình của người mua nhà ở Mỹ. Trong khi đó, thu nhập theo gia đình ở quận Cam chỉ cao hơn quốc gia 42%. Sự kết hợp giữa việc tăng giá nhà và lãi suất cho vay đã làm giảm sức mua của người mua nhà, khiến chi phí hàng tháng tăng lên đáng kể. Mức độ khả thi để mua nhà ở đây đã giảm xuống chỉ còn 11% của các gia đình vào đầu năm 2024, là mức thấp nhất theo chu kỳ bong bóng bất động sản năm 2007. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quận Cam mà còn lan rộng ra cả nước, với chỉ 37% người mua có khả năng mua nhà ở Mỹ vào đầu năm nay. Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc mua nhà và tác động của nó đến thị trường bất động sản. Cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông ở thành phố Anaheim vì hành vi lấy trộm dụng cụ làm vườn của những người cắt cỏ. Người này điều khiển một chiếc xe tải đã lượn lờ xung quanh những khu vực dân cư và tận dụng những lúc nào người làm vườn không để ý để thực hiện hành vi trộm cắp. Các vụ việc xảy ra khi người làm việc đậu xe ở bên lề đường để họ làm việc của mình và kẻ trộm đã dừng xe của mình gần đó, nhanh chóng lấy đi những dụng cụ làm vườn ở trên xe của họ, sau đó thì chuyển chúng sang xe của mình và tẩu thoát. Khi những người làm vườn quay trở lại xe thì họ phát hiện ra rằng tất cả những dụng cụ quan trọng cần thiết cho công việc hàng ngày đều biến mất. Điều này không chỉ gây ra tổn thất về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng đến khả năng kiếm sống của họ. Sau một thời gian điều tra thì cảnh sát đã xác định được biển số xe của nghi can và tiến hành bắt giữ. Người đàn ông bị bắt giữ là Jorge Carvajal, 35 tuổi, ở tại Anaheim. Y hiện nay bị đưa vào nhà tù quận Orange, bị cáo buộc tội danh trộm cắp với quy mô lớn. Theo luật pháp thì trộm cắp với quy mô lớn được định nghĩa đó là hành vi trộm cắp hàng hóa hoặc là dịch vụ có giá trị lên đến 950 Mỹ Kim, và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, người phạm tội có thể đối mặt với án tù từ 1 cho đến 3 năm. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Tai nạn xe khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong tại Long Beach. Một tai nạn chết người vừa xảy ra trên đường Orange và đường South, cơ quan cảnh sát Long Beach cho biết. Theo cảnh sát, một thiếu niên chưa được tiết lộ danh tính đang chạy scooter trên đường thì bị một chiếc Cadillac SRX năm 2012 đi theo hướng Bắc trên đại lộ Orange đâm trúng, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Không lâu sau đó, nữ tài xế đã đâm tiếp vào một tòa nhà gần đó tại số 6100 đại lộ Orange. Nghi phạm bỏ xe chạy trốn nhưng cũng đã trở lại hiện trường sau đó và bị bắt giữ. Nạn nhân được cấp cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Tài xế gây ra vụ tai nạn được xác định là Karen Mativa, 35 tuổi, đến từ Crompton. Tài xế này bị bắt vì lái xe dưới tác dụng của chất kích thích, tẩu thoát sau tai nạn gây tử vong hoặc thương tích, tội ngộ sát vì say rượu và tấn công bằng vũ khí giết người. Tiền bảo lãnh của tài xế được xác định là 130.000 Mỹ Kim. Cảnh sát cho hay tốc độ lái xe sau khi sử dụng chất kích thích đang được điều tra, được coi là nguyên nhân gây nên tai nạn và cái chết của nạn nhân.